Thi hành án dân sự, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân là chủ đề của chương trình Dân hỏi chính quyền trả lời tháng 11 năm 2024 diễn ra sáng nay. Chương trình do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện. Theo báo cáo, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính toàn thành phố đã đạt tỷ lệ 83,28% về việc, vượt 0,03% so với chỉ tiêu năm 2024 và 52,48% về tiền, vượt 6,03% so với chỉ tiêu năm 2024. Tổng số việc và tiền phải thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự thành phố tiếp tục đứng đầu trong cả nước, trong đó có nhiều vụ án lớn và phức tạp, nhiều tài sản khó xử lý, có vướng mắc về vấn đề pháp lý, tài sản hình thành trong tương lai. Trong bối cảnh đó, Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và các cục thi hành án dân sự tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, giải quyết nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người dân và các tổ chức. Để nâng cao cái tỷ lệ thi hành án xong trong thời gian tới, thì Cục Thi hành án dân sự thành phố đã đề ra một số cái giải pháp cụ thể như sau: chủ động tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự. Chúng tôi cũng đề nghị là các đơn vị cũng tập trung đổi mới cái phương thức về cái tuyên truyền. Hiện nay chúng ta tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin và có cái sự khai thác tối đa cái lợi thế của các cái mạng xã hội trong cái công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án cho nó phù hợp với các cái nội dung cũng như là từng nhóm đối tượng, để giúp cho các cái bên trong quá trình tổ chức thi hành án hiểu về cái pháp luật về thi hành án. Chương trình đã dành phần lớn thời gian cho các sở ngành giải đáp trực tiếp các ý kiến thắc mắc của cử tri thành phố trong công tác thi hành án dân sự. Qua kết quả khảo sát Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Đức cho thấy vẫn còn trường hợp đã bán đấu giá tài sản nhưng chưa bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Giải pháp trong thời gian tới của đơn vị là gì? Về giải pháp đối với tài sản bán đấu giá chưa giao thì Chi cục thi hành án tiếp tục vận động, dùng công tác dân vận động viên thuyết phục người phải thi hành án, người đang trực tiếp quản lý tài sản, chủ sở hữu tài sản tự nguyện giao tài sản cho người muốn trúng đấu giá. Trong trường hợp mà đã động viên thuyết phục nhiều lần vẫn không giao thì sẽ trình đồng chí trưởng ban chỉ đạo các ban ngành phối hợp cưỡng chế huy động lực lượng để thi hành dứt điểm vụ việc. Công tác kiểm soát thi hành án dân sự là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm. Công tác này mà thực hiện tốt thì đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người dân và tổ chức cũng như nhà nước. Như vậy thì Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới có những giải pháp gì để thực hiện hiệu quả cái nhiệm vụ này? Để thực hiện tốt cái khâu công tác này, chúng tôi phải bám sát những quy trình, quy định của ngành để thực hiện đúng cái nhiệm vụ công tác này. Song song đó, giữa Viện Kiểm sát thành phố và Cục Thi hành án thành phố, chúng tôi có xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giúp cho kiểm sát viên, chấp hành viên hai ngành thuận lợi để giải quyết tốt công việc. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ trên các mặt đời sống, kinh tế, xã hội, các tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân cũng sẽ gia tăng, đồng nghĩa số lượng vụ việc thi hành án dân sự phải thụ lý giải quyết là rất lớn. Do đó, đòi hỏi cơ quan thi hành án dân sự các cấp của thành phố phải tiếp tục đổi mới các mặt công tác, tranh thủ tốt sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các đơn vị hữu quan mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.